Bây giờ tôi chỉ muốn đoán xem chồng tôi đang làm gì vào ngày kỷ niệm cưới của vợ chồng tôi thôi. Em cũng nên thử đoán đi, biết đâu sẽ có đáp án bất ngờ. Ơ, chị có cái túi đẹp thế, giống hệt của em này. Ngân Hà là một cô gái, cuộc sống cô ấy có rất là nhiều biến cố, nhưng mà Ngân Hà luôn luôn chọn lối đi là đường thẳng. An Nhiên là một cô gái rất thông minh nhưng lại vô cùng bất ổn. Một người có rất là nhiều lớp lang tâm lý, và những cái chiều sâu tâm lý này ngày càng được mở. Con nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn chọn cách là tin tưởng chồng con. Không ngờ gặp lại nhau sớm như vậy, đúng là có duyên. Anh lo vì anh ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Ê bạn, có cần phải nhìn vợ người khác như thế không? Hy vọng có thể lấy được hết những cái cảm xúc của khán giả, từ có thể yêu thương đến giận dữ đến căm thù, có thể là nước mắt, tiếng cười từ khán giả. Thì là một cái nhân vật mà có thể là làm cho cái bộ phim nó trở nên nồng ấm hơn, nó dịu dàng hơn. Thế nó tưởng nó không nói, cô không nói thì tôi không biết bắt canh gà này là nó hầm chắc. Nhưng con là chồng, con sống đủ lâu với Hà để có niềm tin rằng vợ con không đáng bị đối xử như vậy. Mời cô đến đây thì phải đợi tôi đuổi thì cô mới được về. Tôi nói cho anh biết, tôi đi hỏi cưới ai thì người đó mới là con dâu của tôi.